Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì vườn mai của em Nhi ha, ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình luôn. Mai giống, mai ghép giống siêu ôm Sài Gòn nè, dảo cam ha cô chú anh chị ha, cam đổi màu ha, rồi thọ hương cô chú anh chị ha. Đó, thanh lý cho cô chú anh chị mình một số cây thọ hương đó cô chú anh chị, giá siêu đãi luôn cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị xem được ủng hộ em nha, em Nhi nha. Rồi không mất thời gian nữa, mình gặp luôn em Nhi đi. Em Nhi chào, giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nè. Hôm mà trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục. Mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em nha. Cho cái đầu clip hôm nay mã số 11 nha cô chú anh chị, là cây siêu bông Sài Gòn đã cắt ghép đôn rồi nha cô chú anh chị. Đôn sẵn là đang đi tược non nha. Cái này mình nuôi tầm vài tháng nó hơi là tàn trà bá. Đây là bao chuẩn giống nha cô chú anh chị, mình có mặt bông trên cây luôn nha. Rồi. Yeah. Nở mấy ngày cũng hết 2-3 cánh vậy á. Siêu bông Sài Gòn hay bông to nha cô chú anh chị nè. Bông khá là to chứ không có nhỏ đâu nha. Nè. Này thân nó đẹp 4, nha. Bốn ngón tay em luôn cô chú anh chị ha. Dạ, đế cũng đẹp nha cô chú anh chị, thân lắc lưỡng nha, nhớ không? Hoành 18, cao 60, tán ngang mình được 118. Rồi, cái này thì em để cô chú chị giá 700 ngàn nha. Rồi, đơn đổi rồi. Cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 12 là một cây dảo cam nha cô chú anh chị. Cái bông quá trời luôn cô chú anh chị ha. Đang này là em chưa đôn nên là nó còn nở bông vậy á. Rồi. Cô chú anh chị mua về đôn giùm em nha, bô đôn rồi mình lấy bo lại luôn ha. Bông quá. Mua 1 được 2. Hoành được 13. Cao là 89. Tán ngang là 70. Rồi. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 700 ngàn thôi nha. Trời ơi tàn quá đẹp. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Một cây cúc họ hương nha. Rồi hàng em như thanh lý luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Đó, thanh lý cái này lấy bo cũng ok cô chú anh chị. Mua lấy bo thôi cũng lời nữa cô chú anh chị ha. Nè. Nó cái tàn nó hơi xấu thôi ha. Nhưng mà nè, bông này cũng chất lượng nha cô chú anh chị. Có mặt bông lên cây nè, bao chuẩn giống luôn hoành ha. Hoành 17. Cao là 99. Rồi. Tán ngang là 85. Cái rồi. Này em để cô chú anh chị mình giá này chỉ 350 ngàn thôi nha. Bao ship luôn ha em ha. Đang đi đợt non luôn nha cô chú anh chị, bình thường yên tâm nha. Rồi, đỡ cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7. Ủa, mã số 14 nha. Rồi. 14 là một cây cúc họ hương nữa nha cô chú anh chị. Cúc họ hương. Rồi. Dạ. Hoành là mình được 17. Cao được 78. Rồi. Tán ngang là mình được 70. 70. Cây này em để cô chú anh chị giá chỉ 400 ngàn thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 15 là một cây cúc họ hương luôn nha cả nhà. Rồi. Rồi. Hoành được 16. Cao được 65. Tán ngang mình được 72. Rồi. Cây này em để cô chú anh chị mình giá 350 nha cô chú anh chị. Quá rẻ. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 16 là một cây cúc họ hương tiếp tục luôn nha cô chú anh chị. Cây này đang đi đọt mới nha. Hoành là mình được 18. Cao 92. Tán ngang được 1m05. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ 400 ngàn bao ship tới nhà luôn nha. Rồi mấy cây này thanh lý nên mới có giá này nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 17 là một cây cúc cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là họ hương đó ha. Hoành được 13. Rồi. Cao được 70, tán ngang mình được 75. Cây này em để cô chú anh chị giá chỉ 300 ngàn thôi. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18. 18 cũng là cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua được mấy cây này thì tranh thủ nha. Thấy được mấy cây này tranh thủ nha. Em không có nhiều, có một hay có vài cây này clip này thôi á. Hoành 16. Cao 68, tán ngang được 80. Cây này cô chú anh chị mình giá 350 nha, 350. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 19 nha cô chú anh chị, một cây cúc họ hương nha, có mặt bông trên cây cứ yên tâm về vấn đề bông 100%. Hoành 20. Rồi. Cao 88. Tán ngang 92, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ 400 ngàn nha cô chú anh chị, 400. Dạ. Mình đợi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 20 cũng là cây cúc họ hương nha, tàn này quá ôm tùm luôn cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Ôi. Rồi. Tàn quá đều luôn, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Bông nè. Hoành 16. Cao 77. Tán ngang được 94. Bông này trời. Chuẩn quá lắm nha cô chú anh chị. Bao tàn tròn luôn. Quá trời luôn. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 500 ngàn thôi nha, là bao ship nha. Rồi, cũng cái là cây cua clip luôn nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua ạ. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nấm hôm nha. Em xin chào và gặp lại luôn ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.